Hello guys, welcome back my channel. Em Hero đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình và đây. Ngày qua thì mình hôm qua mình có try hát một vài game thì lên được 7k rồi. Mùa này như là các top player họ không họ đánh 20 win với lại họ lười cút, mùa này cũng ngắn vì vậy là họ đã hơi thấp. Hiện tại thì mình đang ở top 679. Hôm qua đánh một vài trận thì cũng ra nhiều. Đây, các bạn sẽ xem cho show cho các bạn lịch sử trận đấu của mình. Những cái trận đấu thực sự mình thấy mình gặp rất ít meta, toàn những cái deck kiểu này này, đại loại như này. Thì mình sẽ đi qua một vài game sau qua một vài game hay hay cho các bạn xem ha. Những cái pha xử lý đây các bạn nhìn thấy là những cái pha này 6.600 toàn gặp thua xong cũng đánh mãi lên 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 lên. Thứ thắng lại thua, thắng lại thua, thắng lại thua. Ok, game đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem đó là đây, đây là cái trận đấu này cực kỳ là gay cấn. Đây là cái mock matchup meta điển hình trong cái thời điểm cái mùa này. Deck Fisherman và Giant này cực kỳ là khó chịu. Nó khó chịu bởi vì là con Fisherman chứ không phải khó chịu vì một con thẻ nào khác. Vì là khi các bạn hầu hết ở trong cái matchup này chắc chắn là mình phải sử dụng con Vanquish để defend Fisherman và đợi đợi cho nó qua cầu. Các bạn thấy là tên này mình hên, mình may mắn một chút bởi vì là đáng lẽ ra con Hunter mà nó không không thả xuống, nó không bắn thì con họ của mình sẽ active key tower. Tuy nhiên trong cái tên này các bạn lưu ý nha, con Fisherman mùa này quá mạnh thì vậy là các bạn không để cho nó vào trụ mà đánh một mình được, các bạn phải cần con support. Vì vậy là trong cái tên này mình đặt Vanquish, chứ nếu mà mình không đặt Vanquish thì gần như là con trụ của mình đâu đó mất khoảng độ 1.000 máu thì mình sẽ không được. Các bạn nhìn thấy là trong trong cái turn này khi mà hầu hết là mình có Hawk này, mình có Hawk trên tay này, mình có Goblin Barrel này, thì hầu hết là mình sẽ thả Goblin Barrel trước bởi vì là Goblin Barrel nó rất nó đỡ, nó không bị active cho rồi. Trong cái này là mình dùng combo luôn bởi vì mình cái hộp vừa rồi mình không sai lần. Đấy, bạn thấy là mình sẽ có thêm một vài đam đấy từ con Goblin. Các bạn để ý là tại sao mình lại ném cả Goblin và Goblin Barrel và Hawk cũng với lại Skeleton, bởi vì là mình nếu mà có Lock thì chúng thì nó chỉ trúng một mục tiêu thôi, mà trong đơn vần rồi thì đáng lẽ là mình đặt Skeleton ở vị trí này sẽ là hợp lý hơn. Hawk nằm vị trí này, Skeleton nằm vị trí này và Goblin Barrel nằm vị trí này, nó tạo ra một cái đường thẳng khi mà Lock đến thì nó sẽ không chịu, không chịu chết. Trong cái matchup này mình hầu hết là mình xác định được là mình sẽ sử dụng Vanquish để defend con gì. Giờ này thì mình bỏ trụ thôi bởi vì là họ bắt bài của mình chuẩn quá. Một Fireball và một Miner. Hầu hết là những cái deck mà có Miner và có hai spell thì gần như là họ sẽ dùng Miner để defend. Miner sẽ dùng móc lốp cộng một hit của Thor của Fireball. May mắn trong cái turn vừa rồi thì con Hawk của mình có một hit. Mình sẽ bỏ qua con mình sẽ bỏ qua con Fisherman phía bên phải và tách nó ra. Miner Tornado trong cái turn vừa rồi, trong cái turn này rất may trong cái turn vừa rồi cái Miner nó không giết được con Wizard của mình, vì vậy mình tạo ra một cái thế công nhanh hơn, con Hawk của mình sẽ nhảy vào. Nhưng mà đáng lẽ là nếu mà chuẩn bài ra thì Hawk sẽ nhảy lên trên và Wizard sẽ nằm ở xí phía sau thì nó sẽ hợp lý. Tên này thực sự là mình không nghĩ là họ sẽ đặt một con Fisherman ở phía bên đấy. Mình nghĩ là họ sẽ đặt phía sau hơn, con tay gần hơn, đúng hơn. Tuy nhiên trong tên này mình đã bắt được vài giết con Miner. Thế trận bây giờ là cân bằng, tuy nhiên là các bạn biết là khi các mắt chấp mà các win condition của bạn mà bị counter khá nhiều. Ví dụ như trong cái tên này, trong cái deck này thì mình thấy là deck của họ có Hunter, có cả Fisherman thì lock nữa. Thì gần như là hai con hai thẻ win condition của mình gần như là bị counter luôn. Vậy là rất khó là mình có thể công một cách gọi là combo được. Vậy trong khi mà công ấy, thì thường mình sẽ phải có để support hoặc là để có nhiều ally thì mình mới công được, chứ còn luôn không kiểu mà phục xúc quá thì mình sẽ bị có ally. Hơn nữa thì trong các bạn biết là trong cái tốc độ của cái thời điểm nhân 2, nhân 3 gần như là tốc độ nhanh quá, nhiều khi là nhiều pha kiểm soát được. Rất nhiều đam đến từ Vanquish và con Wizard ở phía bên phải của mình, ở phía bên trái của mình. Đây là thời điểm mà họ đã bị rối. Thực ra là deck của họ là deck counter đấy mình, nhưng mà
nhưng cuối cùng là họ bị dối bàn và gần như họ cứ đầy spam ra tung. Mình rất là may Fireball bây giờ đấy, các bạn nhìn thấy họ nhém sai Goblin cho mình cái rất nhiều đam khó nữa 600. Thật tại thời điểm hiện tại thì mình tự tin là mình có thể thắng được cái matchup này, bởi vì là cái lượng máu như thế này mình chỉ cần arrow và mình arrow và chờ và dùng Solido cũng hợp lý. Tuy nhiên là hết sức cẩn thận trong cái turn này, bởi vì cái Summon đến rồi, cái Summon nó đến trong turn này khá là khó để defend một con Vanky của mình hợp lý. Khi mà các bạn sử dụng Vanky mà bên kia có Hunter thì bạn nên để xa, bạn nên gần, vì là gần đam của con Vanky nó mạnh, nó đam của con Hunter nó mạnh lắm. Bắt bài Miner kéo. Thật sự là đánh những cái pha như vậy cực kỳ là nhanh, cực kỳ nhanh. Ok, mình sẽ đến một trận matchup nữa mà mình khá là thích đây. Hot Cycle. Thực sự là đánh với Hot Cycle với những người mà đánh có nhiều kinh nghiệm thì mình vẫn không thắng được. Tuy nhiên thì trong matchup này mình thấy may mắn một chút, bởi vì là có một vài turn mình xử lý nó khá là dị. Vì vậy là đối phương họ cũng không biết được là biết được là deck đánh của mình nó sẽ như nào. Thông thường thì các bạn gặp những deck khó, deck cycle, deck khác counter thì các bạn nên thiên về thủ hoặc là đánh theo kiểu là đánh mình nhanh hơn một nhịp. Đánh nhanh hơn một nhịp là như nào? Tức là các bạn để cái cycle của họ bị out ra, ép cycle của họ bị out ra. Ví dụ trong cái turn này các bạn thấy là hot cycle nó nhanh hơn đúng không? Thì mình không thể, mình trước mình trả quân như thế nào mình không thể kịp được với họ. Vì vậy là mình cố gắng là đẩy, là ví dụ như mình cố gắng là dụ fan fireball của họ ra để mình đẩy một con wizard. Chính mình và thả wizard ở phía bên kia thì gần như là không tạo ra một combo, cũng không tạo ra gì hết, và cứ tách lẻ như vậy là cũng chết. Vì trong cái deck của mình gần như là không biết có Muscati, mà một khi họ đã đẩy Muscati thì cứ đẩy như vậy mình chả biết xử lý như nào. Đấy, các bạn thấy là cái quan trọng của bạn là phải xếp được Muscati chứ không phải là giết con Hawk. Bởi vì con Hawk là con mình có thể defend được. Chứ còn khi mà các bạn mà thả Vanky thì vừa thả Wizard nữa thì gần như là con Muscati nó thịt một cách luôn. Đấy, các bạn thấy tuần vừa rồi mình giữ lại được con hai Skeleton. Đây là kinh nghiệm đánh đâu, vì các bạn thấy việc đẩy con Hawk nó đẩy lên thì IC Golem nó không nổ. Mình giữ được Torrido để giết con Muscati, tạo ra một cái lợi thế trong cơn này. Ba con Goblin vào trục, bắt buộc họ phải thả một con Lock. Khi mà họ thả Lock rồi thì mình sẽ có lợi thế về Ellie, thì mình sẽ đẩy Hawk vào Goblin Barrel luôn. Thì cái lượng đây là một cái turn mà mình họ bất ngờ là họ không đủ Ellie để defend được trong cơn này. Lượng máu bây giờ xuống còn 900, 800, 700 này. Mình sẽ đánh một cách từ từ, mình không cần nhanh, mình cứ thả Vanky để defend Hawk thôi. Cho dù họ có dùng Fireball trong cơn này thì mình sẽ đẩy Wizard luôn. Đấy, các bạn thấy họ chưa giảm thả Fireball thì mình không cần thiết phần đổi Wizard Arrow luôn, bởi vì là đang có vừa họ sử dụng Lock. Trong cái turn này họ sử dụng Fireball, bây giờ mình sẽ là đẩy Tornado, đẩy cả Wizard nữa. Họ sẽ dùng Tornado trong turn này, mà turn này thì mình giữ lại, bởi vì là mình sẽ giết được con mình sẽ dùng Tornado để con sẽ bắt CT ở trong turn tiếp theo, bởi vì họ vừa sử dụng Fireball và Tornado đây, Lock đẩy lên. Mình có Lock đẩy luôn. Bạn thấy trong cơ này họ không kịp để dùng một cái Fireball. Lượng 246 máu bây giờ thì xử lý đơn giản hơn, bởi vì là họ đã bị out cycle. Bây giờ họ cũng không thể công được, còn bây giờ 90 máu nữa thì mình chỉ cần một arrow nữa xong được. Đây là một quan trọng mình khá là may mắn. Mình bắn nhiều hơn là cái nè. Ok, mình sẽ show cho các bạn một play tiếp theo. Đây là một cái play mình phải nói là khá là ưng ý, và matchup cuối cùng. Matchup cuối cùng mà mình ưng ý nhất. Ngay từ ban đầu khi mà các bạn không biết là đối phương có gì thì các bạn nên thả những quân mà nó gọi là nó chết cũng được mà không chết cũng được. Ví dụ Hawk
là trái điều kiện đầu tiên của mình thì mình thông thường thì mình sẽ đẩy Hawk hoặc là ban Goblin Barrel. Nhưng mà thông thường thì các bạn không phải là vào game các bạn thả luôn, mà các bạn phải đợi đợi xem là đối phương thả cái gì. Nếu mà một phát các bạn cứ thả luôn ào như vậy thì các turn tiếp theo các bạn sẽ bị mất mất Eli rất nhiều. Đây mình ngay từ ban đầu thì mình đoán là quán 2 và có Balayan thì nghĩ ngay đến Death Trap. Nếu mà xuất hiện họ gặp Balayan đầu tiên thì mình nghĩ đến là Elise Colem. Nhưng mà đây là quán 2 thì là Death Trap. Nhưng mà Death Trap có một điều là Death Trap có rất nhiều phiên bản. Có cả Baby Dragon hoặc là Skeleton Dragon hoặc là Royal Divili cộng với lại Balayan Barrel. Thì những cái deck đấy thì các bạn phải cẩn thận. Đáng lẽ trong cái turn này thì mình nên đặt một con mình đặt một con Monkey để defend Graveyard hay hơn kể con Muscati. Tuy nhiên trong cái turn này các bạn để thấy khá rất là khó để có thể defend trong turn này, bởi vì quân mình đã hết mất Eli rồi. Thế mình cố gắng là mình giữ lại cái trụ, kéo Tornado active. Bây giờ thì Tornado không thể kéo con Nai vào trong trụ. Khi mà các bạn chỉ nó mà cứ đi trực tiếp, nó cứ đi thẳng vị trí này thì gần như là các bạn không kéo được. Vì thông thường thì mình sẽ đặt một con skeleton ở thế này. Cái mép trụ này thì con Nai nó sẽ chuyển hướng và sau đấy là mình dùng Tornado là mình sẽ kéo được. Trong cái turn này thì họ không đủ Eli để có thể defend được cái turn Hawk chưa kịp để mình đặt cái Barbarian đây rồi. Cái này mình từ từ đẩy lên. Cái trụ của bên kia còn 1.123 máu thì mình đoán mình chắc chắn là mình sẽ không thủ được, bởi vì là nếu mà thủ thì mình mất Eli nên là mình phải bỏ, mình sẽ xác định mình bỏ. Thế vậy là mình không đợi không trả một quân nào đến xem luôn. Ngay đến turn đấy thì họ mắc lừa mình và họ cùng dùng poison trong turn vừa rồi. Đây là cái lợi thế là mình có thể công, mình sẽ dùng đắt tay và mình sẽ cố ăn được trụ kia. Hiện tại thì họ vẫn chưa có Royal Divinely, vậy là mình ăn được trụ. Đây là các bạn mà không đánh là các bạn phải tính toán, các bạn nên giữ cái nào, các bạn nên giữ hay là các bạn nên bỏ. Một máu, 1.000 máu vừa rồi là không ổn cho lắm. Với lại là khi mà các bạn 1.000 máu mà khi mà không gấp gáp thì cũng như là rất là khó. Đây là thời điểm mà Royal Divinely ra rồi, vậy là mình sử dụng combo là Goblin Banki làm tanh và Goblin Barrel đánh lên. Nó hơi bị lạc nhịp một chút nhưng mà mình quá là mình đẩy sát đối phương là kéo lại cái hình họ ra. Chắc mình đoán là họ sẽ sử dụng Royal Divinely để giết con Quinzer của mình, vì vậy là mình không thả một con Banki nữa. Và mình sẽ đợi khi mà Banki, Muscati và Nai đi qua cầu mình sẽ thả Banki. Bởi vì là mình tận dụng được tối đa những sức mạnh của Banki. Thì nếu mà một các bạn thả Banki sớm thì gần như là nó sẽ bị con Muscati nó bắn. Và tiếp tục mình đẩy con Wizard, bởi vì là thẻ trong cái bài này thì Wizard là con vị trí cao thơ nhất. Vì vậy là mình cố gắng kéo tách ra, tách tanh ra. Thì các bạn có Tornado thì khi mà có công Giant Great Cap là Nai Great Cap thì các bạn nên kéo Tornado về phía góc 11 giờ hoặc là góc 3 giờ, góc 2 giờ thì luôn. Thì như vậy thì nó sẽ tách, cái trụ nó sẽ bị, nó không bị thu hút bởi con tanh của nó. Ở thời điểm hiện tại thì khi mà họ đã Royal Divinely và họ cũng lấm ra thì cứ thế là mình công poison trong tuần này không được lấy một chút nào, vì thật cũng chẳng tanh, vậy là mình lao vào một chút. Đấy. Thực sự là một pha lộn một dòng với nó là kinh nghiệm. Một là kinh nghiệm, hai là kỹ năng. Kinh nghiệm nhiều hơn. Khi mà họ chỉ có Royal Divinely không thì các bạn nên quăng Goblin Barrel trước, bởi vì là ép họ phải ra Royal Divinely trước. Ok, và các replay tiếp theo thì mình sẽ up trên kênh Tally nha. Mọi người có thể xem trên kênh Tally. Ok, see you. Bye.